kể từ lúc làm căn hộ cho tới bây giờ thì Châu biết thêm được nhiều khoảng thời gian thú vị cũng như nhiều câu chuyện. Ví dụ như bây giờ từ đây đến tháng 9 thì có rất là nhiều kiều bào nước ngoài về Việt Nam ở nghỉ ngơi nghỉ dưỡng tầm 1 đến 2 tháng thôi. Khách hàng thì rất là thích ở dạng căn hộ có bếp có máy giặt để tiện sinh hoạt. Tuy nhiên thì đa số các căn ở Mường Thanh Viễn Triều là căn dạng 2 đến 3 phòng ngủ và cho thuê ngày hoặc là thuê từ 6 tháng đến 1 năm. Nên là tìm được những căn hộ mà có thể là cho thuê từ 1 đến 2 tháng và nội thất thiết kế rất là sang trọng thì khó để tìm lắm. Mai thì Châu tìm được những căn như thế này thì khi mà đưa khách vào hoặc là các chị ưng và chốt ngay trong vòng một nốt nhạc, may đến thế. Và căn này thì dạng thiết kế sẽ giống như khách sạn Tuy nhiên thì bếp thì sẽ được thiết kế ra ở ngoài ban công như thế này Gồm có một cái bồn rửa nè, đầy đủ nội thất thiết bị Và giá thuê thì cực kỳ mềm theo giá thức của căn hộ chứ không phải là khách sạn Và bạn cũng thắc mắc thì tại sao căn này máy giặt để ở đâu Thì máy giặt sẽ để ở trong phòng sinh hoạt chung nha Đây là view ban công rất là chill và rất là đẹp luôn nè nếu bạn đến Nha Trang du lịch hay công tác chỉ vỏn vẹn 1 đến 2 tháng thôi và chỉ cần căn 1 đến 2 người lớn ở thì hãy kết nối riêng với Châu để tư vấn chọn căn phù hợp. Và bây giờ đổ bụng quá rồi đến quán Bình Minh trên đường Hoàng Văn Thụ để ăn cơm gia đình nha, ngon lắm đó.